con sợ không con? Để tiền về nhà mua gì? Mới luôn nghe đây. Nói mốt con đi trị bệnh. Nói mốt con đi thăm bác sĩ. Để có gì nữa nên là đi đi khám bệnh ở trên thành phố thôi. Đứng lên đây đâu. Đứng lên đi. Mệt rồi mệt rồi. Hôm chợ gãy. Hôm nay gì đi là đi chợ gãy hả? Hôm nay gì đi đứng lên quần áo á. Cầm cầm đây cầm miếng tiếp đây cầm đây cười cái nhìn nhìn đây nè chị không bắt bày gì về nha chị ơi đừng có chuyện nghe nhìn đây nè nhìn đây nè em tên gì tên gì tên Nhi hả Kim Ly hả đi 18 tuổi, tuổi ngọ hả? Quay cái gì vậy? Thôi đi nhắm giới mình nha. Năm nay con nhiêu tuổi? 18 tuổi, tuổi con gì? À, tuổi con ngựa phải không? Bây giờ con ở với ai? Mấy chú quay mấy chú gửi lên Facebook coi có ai giúp đỡ được gì không? Đâu ngoại người nào chỉ thôi. Ngoại đâu? Ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Con vẽ đi rồi con hỏi con. Có anh em gì không? Không có anh em không? Có em không? À. Em gái hả? Em gái nhiêu tuổi? Chị mẹ đâu? 16 tuổi luôn rồi. 2 tuổi mà lớn nhau rồi nói. Mẹ đâu? Mẹ có lại không? Mẹ có gia đình nữa con. Rồi bây giờ con vẽ đi cho chú quay phim nè, chú quay phim nè con vẽ đi. Cho kia lên vẽ đi con, vẽ đi. Vẽ đi. Mệt đó, ho đó. Vẽ đi, con đâu con vẽ đâu rồi. Vẽ đi. 18 tuổi thôi bà con. Ồ, đẹp dữ ta. Đúng rồi, nghĩa là lúc nó thấy tôi cháy nói nè. Như nó nói gì vậy? Ba má gì chắc nổi tiếng ở Việt Nam luôn rồi. Nổi tiếng Việt Nam luôn rồi. Này bác sĩ nói bé bệnh gì con? Xương thủy tinh hả? Mấy tuổi chứ? Bác sĩ cho bà hảo mà chạy cũng lâu rồi. Cao đẹp á. Nhưng mà bình thường cái gì? Ăn uống rồi này nọ. Ăn cái tôi hôm nay sáng nó bị chán canh hay gì? Nói chuyện nhỏ nhỏ nhẹ, nói chuyện nhỏ nhẹ. Đâu rồi rồi con viết đây chú cái phim kìa. Ho mệt á. Nó ho mệt á. Móng chân nó thấy cứng quá. Để cho ngay đi. Ờ, rồi, vậy đó, vẽ được rồi đó. Vẽ tròn rồi, thấy chưa, gắn cam cho tròn, thấy chưa. Đại học ở Dược cũng có xuống tới nhà vì có chuyện máu em với bà với mẹ anh rồi đem về sở rồi không được rồi có lấy không được rồi cái nó thẩm em lên đỡ lên đỡ lấy bác sĩ lấy chỉ này lấy khóc quá trời luôn tính vẽ gì nữa vậy vẽ hình người ta đó tóc phải không vẽ đó tóc phải không tóc phải tóc không tóc tóc hả? Trong mũi đẹp quá. Ừ. Mũi đẹp nè. Mắt cũng đẹp nữa kìa. Ủa mới thành ra nó cùng vậy có phát triển như vậy. Bắt tay cái coi. Cũng từ từ vậy cỡ đó thôi mà hồi lúc trước có lớn hơn vậy không? Có nhỏ. Cảm ơn chú ơi. Cảm ơn chú An. Cái lúc thấy quay phim trên thấy đứng nói chuyện lanh lắm mà. Dạ. Nó đúng rồi mặt nó đó. Tiện dành nữa không? Thấy đó. Dành uống sữa, uống thuốc nha không? Thấy nó cao, nó cũng nhỏ, em thấy nó cao, mặt thấy dài lớn. Bây giờ cái giá thì nhỏ hơn trong phim. Ừ, thực tế là nhỏ ha.
À, cái ai nói gì nghe nói. À, đâu ba tôi thương ấy chứ má, nói rõ ràng mà. Nó nói chuyện lạnh lắm. Cái làm gì à, nấu cơm cho ăn đó. Nói vậy đó. Cha thì có vợ khác, mẹ lấy chồng. Nói bà bỏ bà, bà đi chứ ba tôi ổng thương thương bả lắm á, cha tôi á. Nói vậy đó. Nó rõ lắm á. Cha con. Cha con thương bả hả? Ờ, một hồi lúc chú ai quay phim thấy nè. Ừ. Cái quay trên Facebook á. Dễ gì vậy? Dễ gì vậy? Dễ gì vậy? Người ta. Người ta kìa thấy chưa? Tay cầm viết rồi kìa. Ồ, mày ăn đẹp phải không? Cân không? Để sớm chung ta. Nhưng muốn dừng. Xe này chạy nhức đầu quá. Anh phát qua cho em coi cái máy. Xe này xe đời cũ, chạy đâu có em. Quay nữa, không phải dần dần nhức đầu nãy giờ luôn. Thì quay phải em mời em vô coi với. Không, anh đang quay với anh đâu có trực tiếp. Kéo nó vậy hả? Ừ. Lôi nó vô cái. Lôi vô. Không quay ngoài. 18 tuổi chưa, cái cổ áo rồi thấy chưa? Ờ vẽ cái cổ rồi kìa. Tay nó quay trong đây thế nào đúng không? Lúc trước nó quay ngoài thấy nó cũng cao đó. Nhìn ngồi. Ở đây thì nó nhỏ hơn. Đứng lên chắc cao mà, ngồi xuống nó lùn. Thanh Hằng ở ngoài mình thấy đua hết biết nghe mà ra đời đi hát á. Bữa đó tôi Thanh Hằng đó hả? Ờ, hỏi nhiêu tuổi nó em 57 tuổi. Chị ba ngồi đây nè. Chị ba ngồi ngồi không được. Sao làm như là bả ốm lại. Phải không? Bả có chồng bên Mỹ bởi vì bả buồn bả ốm lại. Ở về Việt Nam bả ốm lại đúng rồi. Đúng rồi. Hồi đó hồi xưa đó. Ly mặt bự lắm. Đúng rồi. Ly. Sao mới đi Mỹ xong mới rồi thôi chồng bả. Nguyễn Thị Kim Ly hả? Nguyễn Thị Kim Ly. Trên mạng coi biết gì đâu. Nguyễn Thị Kim Ly. An này. An. Trên là An. Kim Ly tuổi con gì? Tuổi con ngựa hả? Năm nay là bao nhiêu tuổi? Kim Ly. Năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi hả? Có nhớ ngày tháng năm sinh không? Có nhớ ngày sinh nhật không? Sinh nhật qua rồi. Qua rồi hả? Nhưng mà ngày mấy? Tháng 10 hả? Ngày mấy tháng 10? Mùng 10 tháng 10 chưa? Giờ mới có tháng 9 nè. Đúng rồi, nhớ này là mẹ. Mẹ ngoại nhỏ hơn sinh nhật. Tính sinh nhật tính ăn chưa tới nữa. Chưa tới à, gần tới sinh nhật rồi đó. 8 tuổi chị. Qua lâu rồi mà tại rồi năm ăn hết rồi đúng không? Gần tới nữa rồi đó. Không ăn nữa hả? Nó bà ngoại mua bánh sinh nhật cho ăn. Cái gì? Mua cái bánh. Người lớn ăn hết hơn hả? Sao người lớn ăn hết à? Ăn được chén cơm không? Sinh nhật người lớn ăn hết à? Bà ngoại. Sinh nhật người lớn ăn hết à? Con ăn biết nào? Ly. Hôm nay sinh nhật bà ngoại mua ăn bánh cơm sinh nhật được, ăn. Chén cơm không? Cà vẽ cái nơ kìa. Người cá. Ờ vẽ người cá. Đi thanh nghe đi gì